Sáng nay ngày 29 tháng 6, Thành ủy Đà Nẵng vừa tổ chức hội nghị trực tuyến toàn thành phố, nghiên cứu quán triệt chuyên sâu một số chuyên đề của nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng, gắn với nghị quyết đại hội lần thứ 22 Đảng bộ thành phố Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự hội nghị có Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên dự quyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh. Trong thời gian một ngày, hội nghị tập trung vào 3 chuyên đề về đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh toàn diện, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng an ninh trong điều kiện chiến lược của thành phố Đà Nẵng, định hướng đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, phát huy có hiệu quả các động lực tăng trưởng mới của thành phố Đà Nẵng gắn với chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm Việt Nam giai đoạn 2021-2030. Hội nghị lần này cũng tập trung triển khai chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội 13 của Đảng và nghị quyết đại hội lần thứ 22 Đảng bộ thành phố Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2020-2025. Phát biểu kết luận hội nghị, Ủy viên dự quyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị các địa phương, đơn vị các cấp ủy Đảng cần tiếp tục học tập quán triệt nghị quyết đại hội 13 của Đảng, nghị quyết đại hội lần thứ 22 Đảng bộ thành phố Đà Nẵng gắn với thực hiện nghị quyết 43 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Xem đây là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, phải thực hiện nghiêm túc, bài bản trong suốt cả nhiệm kỳ và coi đây là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021. Đề nghị các cấp ủy Đảng, các địa phương đơn vị tổ chức tốt cái việc học tập quán triệt đại nghị quyết đại hội 13 của Đảng và nghị quyết đại hội 22 Đảng bộ thành phố, đặc biệt là gắn với cái việc thực hiện cái nghị quyết 43 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045. Để thực hiện nghị quyết 43 này thì chúng ta có 12 cái chuyên đề, và việc xây dựng nghị quyết đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 22 cũng trên cơ sở tích hợp 12 cái chuyên đề này, và đặc biệt là nghị quyết đại hội 13 thì chúng ta cũng lồng ghép để xây dựng vào trong cái chương trình hành động số 08, đặc biệt là vấn đề đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế và phát huy mạnh mẽ các động lực để phát triển thành phố trong giai đoạn sắp đến, thì đề nghị các đồng chí hết sức quan tâm cái việc này. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị bên cạnh việc nghiên cứu học tập các nghị quyết của Trung ương và thành phố, các địa phương đơn vị căn cứ trên chức năng nhiệm vụ cần bổ sung, hoàn thiện chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện nghị quyết, gắn phù hợp với thực tiễn đề ra.